Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta lại đón nhận ở đây thêm một câu chuyện nữa. Và không biết là câu chuyện của tuần rồi thì mọi người đã có thể gói ghém cảm xúc của mình lại hay chưa? Bởi vì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tâm hồn cởi mở, một thái độ thật là bao dung để lắng nghe mọi câu chuyện được trình bày ở đây. Vì chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất khi làm chương trình, đó là mỗi nhân vật khi tìm đến đây sẽ coi như đây là một nơi an toàn để mình được tỏ bày, để mình được chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, em chào chị Tonya và cũng như kính chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Minh Khải, công việc hiện tại của em là diễn viên người mẫu. Hiện tại em cũng đang hoạt động tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh của Ba Minh Nhí em ạ. Dạ. Ở 22 Vĩnh Viễn quận 10. Dạ. À, đây là một cái sân khấu mà chị biết là có rất là nhiều bạn trẻ đang theo đuổi làm nghề. Rồi vậy thì bây giờ quay trở lại với không gian ở đây. Chị vẫn hay hỏi khách mời của mình một cái câu khi mở đầu câu chuyện á, là nếu như buộc phải đặt một cái tựa đề, nếu như buộc phải dùng một cái từ khóa khái quát lại cái câu chuyện mà các bạn muốn chia sẻ ngày hôm nay thì nó sẽ có nội dung gì, thì với Minh Khải nó cũng sẽ là như vậy thôi. À, sao ta, em không biết nữa. Ví dụ như cuộc đời của em cảm thấy nó nhiều cái thú vị lắm. Bảy nổi ba chìm quá hả? Dạ, đúng rồi, nhiều cái thú vị lắm. Nhưng mà may là bản thân em là một đứa rất là đi theo cái hướng mà tích cực, lạc quan, chứ không phải là hướng xấu. Chắc em nghĩ là hashtag câu chuyện hôm nay của em chắc là sáng sang sạch. Sáng sang sạch. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ phải chắc lọc. Mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện nào, cái sự kiện nào? Nếu như em kể thì nó rất là dài, nhưng mà bản thân em nha, là ngay từ nhỏ em là một công tử, nói chung là muốn gì là được đó đó. Nhưng mà có những ngày em không được như ý thì em lại ngộ nghịch. Và có những ngày em bỏ nhà trốn đi bộ với chị. Nhưng mà sau đó gia đình em gặp một cái biến cố lớn, rồi cái em cũng phải bơi ra ngoài lúc mà 15 tuổi để đi làm, mà theo cái ngành em rất là thích, đó là nghệ thuật. Gia đình của mình là ở đâu? Dạ, gia đình của em là ở Sài Gòn, trong quận 5. Quận 5. Nhà mình là có bao nhiêu anh em? Dạ, nhà em hiện tại thì có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Còn mà ngược lại cái sáng như hồi nãy chị nói á, là em nghĩ là em ở trong cái xóm lao động. Thì sáng, nói chung là sáng tối là sẽ có những ôm sùm, tiếng chửi rủa đồ của những người trong xóm, mà em lại không bị ảnh hưởng gì hết. Tính ra là mình cũng miễn nhiễm. Dạ đúng rồi, em bị miễn nhiễm hẳn luôn á. Là tức nghĩa là dù hồi xưa 12 tuổi mà bạn em rủ em hút thuốc nha, hoặc là rủ những cái gì mà nó kích thích, cái em không là không. Em nhất quyết không là không, tại vì ngay từ nhỏ em đã có ý thức một điều là cái đó là không tốt. Và em hướng trong tương lai của em là sẽ là một con người văn minh và lịch sự, chứ em không hướng đến những cái điều đó. Vậy thì trong gia đình của mình, mọi người hướng dẫn mình, mọi người dành cho mình một cái kiểu nuôi dạy như thế nào? Em nói thiệt với chị Tương Nhi A là không có hướng dẫn gì em hết á. Là cũng lớn lên như cây cỏ vậy đó. Dạ đúng rồi, là tức nghĩa là gia đình em lúc bà nội em còn sống á, thì bà nội cũng luôn dạy em là kiểu nhân lễ nghĩa. Nhưng mà còn về những cái phần khác á, là gia đình em cũng cứ để em xuôi theo. Và có những ngày em cũng hơi chạnh lòng, nhưng mà nó cũng, em là một người tích cực cho nên đối với em cũng không sao. Bây giờ mình tự hiểu là mình đã tích cực, nhưng hỏi thật, lúc đó có khi nào em bị mọi người hờn trách là trời sao thằng này nó vô tri quá vậy, nó không có quan tâm gì hết, có không? Dạ, em là một cái con người nó khá là mâu thuẫn. Là tất nghĩa mọi người thấy em là vô tri, tăng động đúng không? Nhưng em lại là một người rất là sống tình cảm. Và chỉ cần mà ai có tình cảm với em một, có thể là em sống tình cảm tới 10 luôn. Em có nghĩ đó là một dạng gắn bó phụ thuộc không? Dạ, đôi lúc em cũng nghĩ là mình nhận về tổn thương quá. Nhưng mà em nghĩ một điều vậy nè, cuộc đời chỉ có một lần thôi. Mình sống làm sao mà để không hổ thẹn với lòng là được rồi. Thế thì 15 tuổi mình bước ra ngoài và mình đi theo một cái con đường mà gia đình không ai theo, thì cái hành động đó của em tại thời điểm đó có được gia đình định nghĩa là nó đã chọn cái gì mà theo ý nó thôi, có không? Dạ không, gia đình em cũng rất là thích luôn. Là tức nghĩa thấy em vui là được. Nhưng mà thời điểm đó chỉ biết em theo nghệ thuật ở tại một sân khấu khác, hoạt động sân khấu khác. Mà em làm những cái công việc rất là nhỏ, như lau dọn vệ sinh, xót vé, phát tờ rơi, người diễn quần chúng, hai suất mới được 50 ngàn. Gần như giống như cái lộ trình của nhiều ngôi sao lớn mà khi nghe kể lại thì đều phải qua hết những cái bước đó. Mà cái đó là thiệt luôn. Nhiều thời điểm đó tới chừng á, khi mà em làm đến nỗi mà em ốm yếu quá,
cái đầu cha mới là người thấy và cha mới là người cấm em đi sớm về khuya mà sao không thấy gì hết trơn trọi. Đúng rồi, mà không thấy gia diễn gì luôn. Mà chỉ toàn là xót vé rồi hốt gác rồi thì nọ thôi. Tại vì thời điểm đó gia đình em gặp biến cố. Nói chung là em muốn làm để có một cái gọi là. Nhưng mà có lương không? Không có lương chị ơi, phi. Vậy là bị cấm cũng đúng á. Dạ. Tại vì phụ huynh sẽ hình dung là thôi bây giờ không có danh cũng được, nhưng mà coi như mình làm thì mình cũng không phải được trả công. Nhưng mà ba cấm rồi sao? Rồi cha em cấm thì nói chung là lúc đó em cũng nằng nặc cãi cha lắm chị. Tại vì em muốn theo nghệ thuật thì giống như mình không có một cái gì hết, giờ tiền cũng không. Mà em còn nhớ nữa là thời điểm đó là em có chơi một cái game show để được anh Đại Nghĩa tặng em chiếc xe đạp. Mà lúc đó là chơi một cái game show Vườn Ươm Mở Cửa Ra á chị. Mà em không lấy được quà thì bắt đầu anh Đại Nghĩa mới mua cho em chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp mà leo núi á. Rồi sao, rồi em làm gì với cái xe đạp đó? Đi dạ, làm. Đúng rồi đó, em đi làm là từ quận 5 đến quận 11 để em làm việc mỗi ngày, mỗi sáng mỗi tối. Thế thì lúc đó em có chạnh lòng không? Ba sót là không trách ba được. Tại vì con mình. Và thêm nữa xin đi làm cái nghề vậy ta không hiểu mà không có một cái lợi tức gì hết trơn. Mà chỉ biết con nít mà kiểu nổ nữa chị. Trời ơi cha ơi, cho yên tâm đi. Sắp rồi, tháng sau con có một vai diễn nè. Nhưng mà thật sự diễn quần chúng hai suốt mới được 50 ngàn. Mình được thấy, mình được diễn trên sân khấu là được rồi. Mình thấy được hào quang ánh sáng khi mình đứng trên đó, mặc dù diễn quần chúng nhưng mà thôi mình diễn vài giây rồi ra được, ví dụ 6 cảnh, ra được 2 cảnh chọt ra chọt vô nhưng mà thấy vui. Rồi thêm một cái là thời điểm đó em làm chung với một số anh chị rất là thương em nữa. Còn nỗi buồn là em nhận về tổn thương là có những cái không đúng về mình ở tại sân khấu đó. Rồi em bị giống như một hai người mà kiểu giống như là người ta hay nói là định thần đó chị. Cái chọt em, chọt tới, chọt lui. Mà lúc đó em chỉ là một thằng nhóc mới 15 tuổi đó. Rồi thế thì cái cột mốc kế tiếp sau đó để mình thấy là mọi chuyện nó thay đổi và nó tạo ra một con người mới của mình như bây giờ là sự kiện như thế nào? Dạ thật ra sau đó còn một sự kiện nữa là em rời đi tới sân khấu đó. Thì em lại gặp một người và nó nôm na như là không tốt đó chị. Ý là chiêu dụ những cái ngọt, những cái mà lời ông bướm á chị. Mà em thì mới lớn nữa. Thời điểm đó chị biết ông gia đình em làm giấy tờ rất là khó khăn. Thời điểm đó 15 tuổi mà em vẫn chưa có giấy chứng minh giấy tờ tùy thân trong người. Thì bắt đầu cái người đó mới hứa hẹn là làm giấy tờ các kiểu lâm la. Nhưng mà tới chừng khoảng 1 tháng thì em cảm thấy là nó không có kết quả gì hết á. Nó không có làm gì luôn. Mà khi mà lâu lâu em chạy qua chạy lại cái nhà của người đó, em bị sợ hãi á chị. Vì sao? Giống như cái nhà của người đó, giống như người lớn hay nói từ thô nhưng mà thật, giống như là một cái động. Cái tụ điểm một nhiều tệ điểm. Nạn đó, một cái tụ điểm nhưng mà không phải là hút chích hay gì hết. Nhưng mà cứ thay đổi liên tục. Thay đổi người mới liên tục và em cảm thấy thôi chết không được, nếu như mình vậy rồi một lúc nào mình cũng sẽ rơi vào những cái đó. Và mình không muốn. Bắt đầu là em cũng lặng lặng rời đi. Rồi tới một ngày nọ, bước ngoặt cuộc đời mới của em được mở ra nữa là em đi quay quần chúng thì em gặp được anh diễn viên Hà Chí Quang. Em rất là biết ơn anh Hà Chí Quang. Tại vì anh Hà Chí Quang thời điểm đó bảo là em có kể những cái tâm sự của em như vậy đó. Thì anh Hà Chí Quang nói không được, bây giờ mặt em sáng lắm. Thì em cũng, anh thấy em cũng rất là có tài năng, tiềm năng. Thì thôi em phải theo học chính quy đàng hoàng. Thì bây giờ là anh cho em có 2 sự lựa chọn. Một là anh có một người cô có sân khấu, thì nếu như em khó khăn quá anh sẽ tài trợ em học bổng. Để học cho đàng hoàng cho tới nơi tới chốn. Còn hai là em theo thầy Minh Nhí. Mà thầy Minh Nhí anh cũng biết được là thầy Minh Nhí đang cần một cái bạn mà đi theo hỗ trợ giúp đỡ bưng trà rót nước. Rồi mỗi tháng lãnh lương cũng được. Rồi ví dụ em theo thầy á, rồi em học được những gì học. Tại vì thầy Minh Nhí cũng rất là tốt. Xong anh nói, xong bắt đầu anh tự nói luôn. Thôi mà thôi đi, em theo thầy Minh Nhí đi. Tại vì thầy Minh Nhí là một người tốt, rất là mát tay trong ngành nghệ thuật. Thì có một cuộc hẹn để gặp. Thì cha em là người không biết nói chuyện. Cho nên cha em mới nhờ chú em dẫn em đi. Mà chỉ biết cũng thử thách em nữa. Là tức nghĩ cái ngày em đi là cái ngày xe máy ở trong nhà toàn bộ bị hư hết. Có 2 chiếc xe nhưng mà nó không lên, nó không nẹt bô lên được. Thì bắt đầu lấy xe đạp điện của một người em gái họ của em. Để đi. Mà đang đi giữa đường là từ quận 5 em còn nhớ là lên Super Bowl sân khấu kịch của Hồng Vân, sân khấu cũ của Hồng Vân ở tại đó. Thì đang đi được giữa đường tới quận 8. Hết điện.
nghi lắm mà. Cái bắt đầu chú em phải, nói chung là đạp rồi em cũng phải đẩy hai cái chân đẩy tới đẩy lui vậy nè. Mà lúc đó em sợ mất cơ hội được gặp thầy Minh Nhí. Tới nơi á thì trễ hết 30 phút so với lúc hẹn. Thì lúc đó em cũng quýnh quáng, mà trời mưa nữa, trời sắp mưa nữa. Cái em chạy lên gặp thì vừa đúng lúc em vừa chạy lên thì thầy Minh Nhí đang trên bậc thang đi xuống luôn. À, dạ thầy con Khải của anh Hà Chí Quang giới thiệu. Lúc đó thầy Minh Nhí sao lâu với con, nãy giờ thầy chờ. À, dạ con xin lỗi, tại vì con đi xe đạp điện á. Thì bắt đầu chú em mới lên từ từ bắt đầu vô ngồi nói chuyện đàng hoàng. Thì thầy Minh Nhí lúc đó cũng không muốn nhận em, tại vì thầy Minh Nhí bảo là nó còn nhỏ quá mà không có giấy tờ. Thì cũng đúng, em cũng hiểu tâm lý của ba. Là em còn nhớ là chú em lấy một cái giấy photo nhà của chú em để làm tin, là nếu như anh không tin anh có thể địa chỉ nhà em luôn nè, hồi xưa giờ em ở đây mười mấy hai năm ai cũng biết hết. Thì thầy Minh Nhí cũng gật đầu ừ ok thôi, để coi như là hai ngày nữa đi rồi sắp xếp cho nó đi làm ngày đầu tiên như thế nào. Thì thầy đi tới đâu là em đi tới đó, em phụ rồi em nhắc nhở lịch các kiểu. Cái em bị ăn hiếp quá chị, em bị giống như những người xung quanh ăn hiếp. Thầy Minh Nhí thấy em ai cũng sai khiến em được hết, ai cũng xài em được hết. Có lòng tốt á, thằng nhóc này có lòng tốt đó, nhưng mà nó bị bao đồng quá, là tức nghĩa là ai sai giặt cũng được, mà nhiều khi người ta lợi dụng nó cũng không biết. Luôn thì thầy Minh Nhí thấy thương. Vậy thì lúc đó chị hỏi nè, em làm và em hỗ trợ hết tất cả mọi yêu cầu của mọi người là vì cái gì? Là vì em muốn mọi người hài lòng, vì em sợ, hay là vì cái gì mà lúc đó mình không có từ chối được? Dạ, do một phần là cái tính của em. Cái tính của em là trước giờ như vậy, em luôn hết lòng với tất cả mọi người. Và cái thứ hai là thời điểm đó em sợ. Tại vì cái chỗ em mới làm, em rất là sợ, tại vì mình còn chân ướt chân ráo, mình chưa biết như thế nào. Thì em sợ là mọi thứ, nói chung là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều thứ lắm. Chết rồi, mình cũng không phải là nịnh người này người kia, nhưng mà mình phải làm sao mất công họ có cái nhìn không tốt về mình, rồi mất công sợ lắm. Tại vì em đã trải qua hai lần rồi. Và đây là lần cuối cùng của em có nói là nếu như lần cuối cùng của em mà nó không suôn sẻ, chắc em về em bán giấy số cũng được. Em nói với ba vậy luôn mà, thời điểm đó em nói với thầy Minh Nhí luôn mà. Cái chị biết không, cái có một hai anh chị em còn nhớ là chị diễn viên Minh Nga ở sân khấu của cô Hồng Vân và anh diễn viên Hồ Minh Quang. Anh chị đó luôn thủ thỉ với ba là thầy ơi, thấy thằng Khải nó hiền quá mà nó cũng còn nhỏ, thôi thầy nhận nó làm con đi thầy, tại trước giờ thầy cũng chưa có đứa con mà bây giờ nó cũng còn nhỏ, nhận nó làm con đi. Cái lúc đầu thầy Minh Nhí cũng giống như thôi chưa biết nó sao thì nhận nó làm con gì, ví dụ vậy, cũng trước giờ thầy có nhận đâu, tự nhiên giờ nhận. Thì xong tự nhiên một, nói chung là lặng lặng đi vài ngày vài tháng gì đó, thầy Minh Nhí thấy em nó quá sức rồi. Em còn nhớ là năm 2016 thầy Minh Nhí nhận em làm con, mà lúc đó là đang mở cửa. Thì thầy Minh Nhí bây giờ thầy suy nghĩ rồi, bây giờ con có muốn có thêm một người ba hay không, tại vì con cũng đã đi làm rồi đi theo suốt ngày đó mấy tháng nay rồi. Dạ là sao con, còn em còn ngơ ngác là ủa dạ là sao, thêm người ba là sao, thêm người ba là sao. Thì từ nay gọi thay vì gọi là thầy thì gọi là ba. Cái em cũng ngơ, nhưng mà ai cũng muốn là được gọi ba. 8 năm mình làm mà mình nhận một cái người vừa là thầy vừa là ba, dạ, bảo ban mình. Mà trong khi đó rất nhiều người, người ta cũng muốn có một cái mối quan hệ như vậy. Thì thực ra em làm con có dễ dàng không? Nó còn áp lực hơn nữa chị, rất nhiều lắm. Thời điểm mà em được ba nhận làm con ấy nha, thầy Minh Nhí có tâm sự, thời điểm đó em gọi là thầy, thì Minh Nhí có tâm sự là hồi xưa lúc mà cậu Giao còn sống á, thì bắt đầu ba Minh Nhí và cậu Giao tâm sự là ước gì về già có đứa con hữu hỷ, trai gái cũng được, miễn sao là nó biết thương mình, lo mình là được rồi. Thì khi mà em được nhận làm con á, thì có nhiều cái nó đến với em áp lực kinh khủng khiếp chị ơi. Là tức nghĩa em dù cho em lạc quan cách mấy, em mà tăng động cách mấy, nhưng mà có những ngày em phải bị chết, em muốn nổ tung cái não em ra luôn. Bắt đầu ánh mắt mọi người xung quanh nhà, từ gia đình, từ học trò, từ người này người kia xung quanh của ba, nói chung thị phi rất là nhiều. Em còn nhớ cái lần mà sinh nhật của ba em 20 tháng 1 2016, bắt đầu nói là con trai của Minh Nhí, mọi người vỗ tay cho anh con Minh Nhí nha. Một buổi tiệc rất là ấm cúng, nhưng mà hội tụ rất là nhiều cô chú anh chị ngôi sao như cô Việt Hương, cô Cát Phượng, em còn nhớ rất là nhiều trong buổi tiệc đó. Cái khi có một số người đăng clip lên,
có một số comment tích cực, trời chúc mừng hai ba con nha, chúc mừng anh. Nhưng sau đó rất là nhiều một dàn tiêu cực, rồi nói chung là những cái lời mà cay độc, những cái độc địa, mà những điều không đúng cho ba và cả em. Mà chị biết không, em nói thiệt, ba Nhí là một người tốt thật sự, dạy cho em từ cách sống, đạo đức, nghề. Giống như về nghề thì em có thể là chưa hay, chưa giỏi, chưa xuất sắc, nhưng mà em tự tin là về nhân cách của em và đạo đức của em là ba dạy em rất là tốt. Và ba Minh Nhí có nói em cái câu này là ba sẽ không phải là người cho con cái cơ hội, nhưng cho con tự đi để cho con giống như là biết tự lập. Nhưng nếu như con gặp chuyện gì, ba sẽ là người bảo vệ. Trời ơi, chị nghe câu đó cảm động không? Và chị biết thời gian quay lại cái việc mà comment tiêu cực cay độc đi nha, em nói thiệt với chị, ngày nào em cũng khóc á. Phản ứng của ba em sao? Phản ứng của ba em là ba, mắt ba không có khóc như em, nhưng mà mắt ba cũng buồn và ba cũng dỗ dai, không sao con. Chị thừa nhận với em ở chỗ là đúng là dư luận cay nghiệt và người ta có nhiều cái nỗi đau và người ta chọn một cái điều ở bên ngoài để người ta phóng chiếu cái nỗi đau người ta lên, thì vô tình là em không may thôi, là em là cái người được chọn. Nhưng giống như em nói, bản thân em còn bất ngờ mà. Dạ đúng. Thế rồi. Thì những người ở bên ngoài người ta được quyền đặt dấu chấm hỏi. Nhưng người ta sẽ hoài nghi nè, cái gì? Tại sao lại là cha con? Tại sao xưa giờ không nhận, bây giờ đi nhận? Và người ta được quyền nhìn nó ở rất nhiều góc độ để người ta đặt ra một cái động cơ. Không biết chị Tô Nha có biết cái clip mà thăm nhà của nghệ sĩ Minh Nhí với ba em mà năm 2017 em còn nhớ hoài, clip đó tới được 4,5 triệu view. Thì chị biết không, em còn nhớ là mấy chục ngàn comment bình luận luôn, kinh khủng hơn là cái comment mà những cái clip mà đăng lên Facebook nữa. Mà mấy ngàn comment, mà thời đó em cứ nhìn mà em cứ khóc suốt, không hiểu sao nước mắt em cứ chảy. Mà thời điểm đó em là một cậu bé mau nước mắt nữa. Đúng, mình được yêu thương quý mến đó, nhưng mà sau đó mình được những cái người mà cay nghiệt ác độc với mình dành cho ba và em. Em cảm thấy em vừa tức vừa cái não em nó muốn nổ tung luôn á chị, em muốn bị trầm cảm luôn á. Nhưng mà mai mỗi lần em mà gặp chuyện xấu hay bất cứ gặp chuyện gì, cái trong người em có một cái gì giật lại. Người ta có thể gọi đó là cái cầu sinh ở bên trong của mình á. Yeah. Đó là cái sức mạnh sinh tồn mà mình, cái năng lượng mà mình muốn sinh tồn nó quá mạnh để mình luôn có được cái phần tiềm thức đó. Yeah. Và mình hướng dẫn hành vi để đi qua những cái giai đoạn đấy. Yeah. Thế thì khi mà đến thời điểm nào thì cái nỗi buồn đó nó mới thực sự là một câu chuyện mà em ôn hòa với nó, em sống chung được với nỗi buồn đó và em hiểu rằng là mình có chuyện khác để mình lo. Nhận được cuộc điện thoại của chú đạo diễn Bá Vũ, em đi casting phim điện ảnh Ngốc ơi tuổi 17 của nhà sản xuất của Dung Bình Dương và chú đạo diễn Chu Thiện, và sau này là hợp tác chung với anh đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thì cố vấn nghệ thuật là Bác Lê Cung Bắc. Em đã vượt qua những cái buồn ấm ức rồi đó. Rồi sau đó em đi casting, bắt đầu em cũng bơ ngơ là không biết mặc đồ như thế nào, casting như thế nào. Cái nói không sao, con cứ mặc là chính con thôi. Cái em đến casting, cái lúc đó Bác Lê Cung Bắc còn sống á chị. Bác là người chỉ thẳng mặt em, thằng này là Chanh Chanh, mà Chanh Chanh là cái tên nhân vật của trong phim. Thằng này Chanh Chanh, em cũng ngơ ngác luôn. Cái đầu của nhà sản xuất của Dung Bình Dương thì chú Chu Thiện cũng ngồi họp lại, thì bắt đầu cũng thấy em hợp. Nhưng mà sau đó cũng phải cho em một hai vòng casting nữa, là tới ba vòng. Mà thời điểm đó là cast chung với lại 400-500 bạn. Mới vừa học sân khấu được 2 tháng, cái tự nhiên nhận lời đi casting phim điện ảnh mà cũng gan lắm chị. Chưa biết kinh nghiệm, chưa biết như thế nào. Cái cast, cuối cùng chị, em được một ngày nọ em nhận được cuộc điện thoại. Con ơi, chúc mừng con nha, con được đậu vô vai chính. Trời ơi, em còn nhớ hoài cái cảm giác. Và con nhỏ em gái của em á đi kế bên mà, trời anh Khải bình tĩnh, anh Khải bình tĩnh, vui quá, chúc mừng anh. Nhưng mà bình tĩnh, tại vì thấy em đụng đầu trên nóc xe rồi. Nhưng mà khi mà cái ngày mình lên hợp đồng á, là em dẫn ba theo. Tại vì lúc đó bảo là cần quản lý hay trợ lý gì lên, nhưng mà lúc đó em không có quản lý trợ lý. Kể cả bây giờ em cũng không có quản lý trợ lý. Nhưng mà về hợp đồng là em luôn dẫn ba theo để giống như ba như thế nào, thấy đúng như thế nào ông ba, để cho ba coi trước, cho ba xem trước. Thì ba ok hết thì bắt đầu là đi quay xuyên suốt từ 3 giờ sáng cho đến tới 11, 12 giờ đêm, có khi 1, 2 giờ khuya luôn. Xuyên suốt một tháng trời, em đóng cùng với chị Trúc Anh nữ chính trong phim luôn. Rồi sau đó em may mắn nữa, em đi casting phim Kiều A Còng, phim điện ảnh One Shot của chú đạo diễn Đỗ Thành An.
Thì lúc đầu á, chú đạo diễn Đỗ Thành An cũng không muốn chọn em chị. Tại vì em chưa diễn ra được cái vai như chú muốn. Thì bắt đầu chú mới nói bây giờ rồi sao kế tiếp phim đó là Hưởng Khấu nè. Rồi phim em đóng với bé Ngân Chi, rồi những cái job chụp ảnh người mẫu tự nhiên nó đến với em. Và thêm một cái nữa là cái vía của ba Minh với em rất là tốt chị. Em về ở với người ba này cái vía nó hợp vía rất là tốt chị, là tức nghĩa em không thể nào nói được. Thì bây giờ luôn em mới đúng là con người của em, là tức nghĩa mạnh dạn, tự tin mọi thứ, không còn biết sợ hãi điều gì nữa. Vậy thì chị hỏi em, theo em tự đánh giá, mình có cái gì? Mình có cái gì trừ người ba đó ra? Thì bản thân mình có cái gì để em tin rằng là cái hành trình mình đi hiện nay, tất cả những gì nó đến với mình là nó phải có lý do? Em nghĩ là em thật. Và người ta nói đúng là vẻ ngoài á chị. Là tức nghĩa là em chưa giỏi, chưa xuất sắc, nhưng em là một đứa lúc nào cũng luôn chịu học hỏi. Cái thật của em là tức nghĩa là luôn chịu học hỏi và luôn muốn kiểu mình biết là mình rất là chậm và rất là yếu, vì thế mình phải tập và làm nhiều hơn so với người bình thường. Thực ra nghề này nó sẽ đòi hỏi các bạn nỗ lực cả đời. Thực ra nghề nào thì người ta cũng phải cố gắng cả đời, nhưng mà cái nghề diễn viên nó sẽ có một cái đặc điểm là chỉ cần em còn sức và em còn năng lực thì em còn vai. Tại vì phim là đời mà đời thì tuổi nào cũng có, thì trên phim tuổi nào cũng có. Người ta cần vai đẹp thì người ta cũng cần vai lão. Người ta cần chính diện, người ta cũng cần phản diện, tại người ta đang phải khắc họa lại cuộc sống muôn màu. Nhưng mà ý là em mơ ước là trời ơi, phải chi mình cũng nói chung như bạn hay cũng nhanh, cũng có gọi là năng khiếu trời sinh xíu, hoặc thiên là bẩm đồn chút, hoặc là cũng nhanh nhạy như mấy bạn xíu ha, cũng đỡ cũng đỡ nữa. Thì thôi, ai cũng có phước phần. Phước phần của những cái bạn mà có thiên bẩm á là câu chuyện là bộc lộ tài năng và mọi người dễ thấy. Còn phước phần của một số bạn giống như em mà em tự nhận lắm, em khờ lắm vậy, thì thánh nhân đại kẻ khù khờ, kiểu gì cũng có phước cho mình hưởng. Cái quan trọng là mình có việc làm để mình giữ được và mình tạo ra được cái phước đó hay không thôi. Thì chị nghĩ là cái thật mà em nói, tại vì khi em thật rồi thì em không sợ nè. Đúng rồi. Nghề của em nhiều cám dỗ lắm, cho nên chỉ cần em không thật một lần thôi, em bất an một đời đó. Đúng như em nói, cũng không phải tự dưng mà thầy Minh Nhí trở thành một cái tên nó vững chắc như vậy trong nghề. Không phải tự dưng mà thầy có nhiều học trò quý mến thầy như thế. Vậy thì khi mà thầy mà nhận em làm con, và tức là một mối quan hệ nó rất là đặc biệt, thì em nghĩ em không thật được không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ coi em có thể nói được rằng là bỏ tên người này, xóa vai người kia thì em làm con được không? Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ là ba thương em. Ba thương em là vậy nè chị, là ba thấy trời ơi sao con, ba thấy không tốt với con, mà tại sao con lúc nào cũng luôn muốn kiểu giống như là có hoặc diễn chung hoặc như thế nào. Nó nói dạ không, tại vì con đã từng nói là con sống làm sao để không thiện với lòng là được rồi ba, còn ai xấu kệ họ, con quan tâm. Tại vì con nghĩ là con mở mắt ra, con có công việc, con có tiền của con kiếm tiền, nói chung là được ba yêu thương, được ba mọi người yêu thương là con đã vui rồi, hạnh phúc rồi. Cho nên là hãy giữ cái điều đó, mặc dù nó khó khăn, nhưng mà vì nó khó cho nên mình mà giữ được á, thì nó được coi là tài sản rất là đáng giá. Chị thì với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì chị chỉ hy vọng một vài điều thôi, chị cũng chỉ muốn nhắn gửi với em một vài điều thôi, đó là những cái điều kiện bên ngoài được coi là hỗ trợ thôi. Tại vì dù cho là ba mẹ ruột thì cái việc họ đồng hành với mình cả cuộc đời mình cũng là điều không thể diễn ra, cho nên là mọi người ưu ái cho mình thì nó là những điều kiện thuận lợi. Nếu như bản thân mình không có được cái tiềm lực từ bên trong, mình không phải là một cái cây vững chãi, thì người ta không có chống đỡ mình được. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai, với cái nghề của em và với cái đặc thù mà mình đã đến với nghề, cái xuất thân của mình, thì chị nghĩ là Khải nên tập trung vào cái việc là mình đọc nhiều hơn, mình mày mò, mình gia tăng kiến thức, bởi vì điều đó nó sẽ giúp cho em được tự tin là một, nó giúp cho cái nghề của em được chiều sâu là hai. Thì hãy làm những cái điều đó bằng tất cả cái tình yêu thương mà cái nghề mà mình đã dành cho cái nghề mà mình chọn. Nó cũng là một cách để trả ơn nuôi dạy, trả ơn cho ba của em, cho thầy của em đó. Vậy thì khi mà em đồng ý, em nhận lời, em ngồi ở đây để kể là một cái hành trình như vậy, thì cái thông điệp mà em muốn gửi đến với mọi người thông qua cái câu chuyện của mình ở ngày hôm nay là cái thông điệp gì? Khi mà em được nhận lời mời này em cũng rất là vui. Tại vì
hiếm lắm em mới có một cái buổi như vậy, cũng như là em đã theo dõi chị từ trên TikTok, có những cái clip mà chị tư vấn tâm lý rất là hay. Nói chị lầy lắm. Dạ, nhưng mà có những clip thì chị cũng khá vui vui nữa, dễ thương á. Thì em cũng rất là thích khi em vừa nói là ủa, có chị Tô Nhi A hả? À dạ, em nhận liền. Nhưng mà với câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng hy vọng rằng là những chất liệu rất là quý giá đã được bày biện ra rồi. Đó là sự nỗ lực, đó là sự chân thành. Đó là cái việc mà đôi khi bạn sẽ phải chấp nhận những cái cú gọi là bạc tai của cuộc đời một cách rất là vô duyên, vô cớ, là không hiểu tại sao tôi phải nhận những cái cơn gió ngược như vậy. Nhưng bạn có vững không? Bạn có tin không? Nếu như cái bạn tin, bạn vững vàng và bên cạnh bạn là những cái mối quan hệ thực sự, là những mối quan hệ khỏe mạnh, thì chúng ta vẫn có thể đi về phía trước. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn tìm ra được cho cuộc sống của mình những cái mối quan hệ tích cực như vậy. Và mọi người mỗi ngày trôi qua đều có những cái trải nghiệm để mình vững vàng thêm như vậy. Để mỗi người sẽ đón một loại gió khác nhau trên đời này. Có người đón gió đông, có người đón gió nam. Và mỗi người sẽ có những cái khó khăn riêng. Nhưng rồi thì nếu nỗ lực, chúng tôi tin rằng là bằng một cách nào đó chúng ta cũng sẽ vượt qua. Còn bây giờ thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện trong tuần này đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi tuần. Ê, mình là Đỗ Đình Thành, quê quán ở Thủy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Tên Thành hả anh? Thành hả? Đúng rồi, Thành. Thành, Thành. Anh, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh quê, anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 79. 79. Công việc mình là gì anh Thành? Công việc mình làm ngành bảo vệ, là quản lý bảo vệ. Quản lý bảo vệ hả? Đúng rồi. Làm là quản lý cho công ty bảo vệ hay là mình làm trong chung cư hay là sao ạ? Làm cho công ty. Làm cho công ty. Mình làm lâu chưa anh? Mình làm được 10 năm rồi. Mình có kết hôn lần nào chưa ạ? Mình chưa. Chưa kết hôn lần nào luôn. Đúng rồi. Sinh năm 79 là bao năm nay là cũng lớn lớn rồi đó nha. Là được đúng bao rồi, nhiêu mối tình? Đúng rồi. Lớn rồi mới bảo chương trình giới thiệu cho mà. Dạ, nhưng mà trước đó sao anh không tìm? Anh không tìm được bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình nhưng mà xa quá lâu rồi. 20 năm nay rồi. Alo? Dạ, em nghe. Rồi, vậy bây giờ anh muốn tìm một người như thế nào á anh? Tức là một người không còn đầy, cũng còn, không còn xinh, không còn đẹp, không còn xinh lắm, không còn đẹp lắm. Tức là miễn là biết chăm sóc gia đình là được rồi. Nhưng mà bây giờ là anh có nhà gì chưa? Rồi thu nhập anh ổn định không? Công việc có mình đây là ngành bảo vệ mà. Ổn định rồi. Tiền để dành đám cưới đồ thì có chưa? Ôi trời. Tùy theo bây giờ, tùy theo bên nhà gái nữa, mà nhà gái mà đồng ý thì lúc nào cũng được. Bây giờ có bao nhiêu tiền rồi? Này em hỏi để em biết thôi. Rồi, chuyện này chuyện bí mật, không mới lộ đâu. Vậy nhà anh có nhà riêng chưa hay là về cưới vợ về ở đâu? Ở đất bố mẹ. Bố mẹ là đất của bố mẹ là năm nay nhiêu rồi? Bố mẹ năm nay nhiêu? Bố của mình thì mất sớm rồi. Còn bà già năm nay là 82 rồi. Dạ. Còn rồi bà thích... Rồi bây giờ cái ngoại hình cô gái, rồi cái tuổi tác, rồi công việc, rồi anh có muốn sinh con gì không? Anh đưa ra giùm em tiêu chí đi ạ. Sinh con thì 1 đến 2 đứa. Ai chả vậy? 1 2 đứa là được rồi. Giờ vợ là bằng tuổi anh được không? Cứ biết là cô ấy mà học thì kể ra bằng tuổi hay hơn tuổi một chút cũng được. Hơn tuổi 1-2 tuổi cũng được, chẳng vấn đề gì. Nhưng mà nếu cái tuổi đó thì cái cô này cô cũng lớn lớn, mà nếu cô không muốn sanh con thì được không anh? Ôi không sinh con thì làm sao mà có ai để về ấy, về thắp hương cho ông bà.
Ừ, vậy cô này ly hôn thì anh chịu không? Ly hôn đang nuôi đứa con anh chịu không? À, nhưng mà biết là cô ấy chịu cả cô ấy mà đồng ý mà ấy đồng ý thì nào đồng ý mà đưa cả con về ở nhà thì ok mà cô ấy xin cho được hai đứa nữa thì tốt. Rồi, ok Còn anh. còn Dạ. cái là con của cô ấy cũng như là con của mình thôi, Dạ. nhưng mà cô ấy đồng ý. Dạ. Anh ơi, ghi hình ở trong Sài Gòn là anh đi vào đây được đúng không? Sài Gòn là chỗ nào vậy? À, chỗ nào thì còn chuẩn bị nếu mà ấy thì một là máy bay hai là ấy hai là À, anh yên chí đi, Sài Gòn tụi em sẽ cho anh cái địa chỉ cụ thể sau. Còn bây giờ ý là anh bay xa vào đây là vẫn được đúng không? đúng rồi, Ừ, nhưng mà rồi. ở bên Hà Nội này có được không nhỉ? Không anh ơi, cái chương trình mình ở trong miền Nam chứ không có ngoài miền Bắc. À đây à, rồi Dạ. ok. Nhưng Thôi mà chịu khó xa xôi đi kiếm vợ mà. nhưng mà liệu cô có về Hà Nội không? Trời ơi, thì Đấy. tụi em sẽ thương lượng cho anh sao? Tụi em phải hỏi ý Nhưng anh trước rồi tụi em mới tìm cho mà anh chứ. cô chịu về ở bên Hà Nội không? Ở miền Bắc không đi? Dạ rồi yên tâm rồi, tụi em ghi nhận như vậy nha, nếu mà được chọn thì tụi em liên hệ lại cho anh trao đổi thêm sau nha. Rồi có gì là em ơi gọi Zalo số này cho anh nhá, tại vì cái số là 8 82 kia là có anh là máy nó trục trặc nhá. Em biết rồi Alo, anh nha, rồi em cảm ơn anh. rồi anh chào em. Đấy chị ơi, là công nhân đóng gói à? Công nhân gì? Công nhân đóng gói hả? Dạ, là bên không đóng gói hàng hóa sản phẩm với chị. À, mình làm công việc này lâu chưa? Mình làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thì cũng ở mức trung bình là cố gắng làm thì cũng hơn 7 triệu mấy rồi chị ơi. Ừ, nhưng mà hồi trước là mình có làm công việc gì khác không hay sao? Dạ, không chị ơi. Vậy đó hả? Rồi, ok. Nhân là mình sinh năm 93 hay là 90? 90 chị ơi. À, 90 hả? Tại thấy để trong thông tin profile là 93 nè. Dạ chắc em để lộn 90, một À. ngày 90 à. Ừ, rồi, ok. À, bây giờ anh Nhân nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là nói về điểm yếu trước nha chị. Điểm Ừ. yếu là ở nhà nhiều lúc thì mình cho anh thì hay hay quên nè, hay Ừ. quên rồi hơi chậm chạp đó chị ơi đó. Ừ. Hơi có phần là ít nói với lại cũng nhiều lúc hơn nhút nhát trong công việc cái gì Ừ. đó rồi. Còn điểm mạnh của em là biết nấu ăn đó chị, biết nấu Ừ. ăn rồi nói chuyện với người khác cả nhà nấu ăn nè, xong rồi nói chuyện thì rất là hay với chị, hay làm cho mọi người cười á. À, ừ. Hay là cho mọi người rồi còn gì nữa không? Có cái sở thích gì đặc biệt hay tài lẻ gì đặc biệt không? Thích nấu ăn cái gì? Ừ, mình nấu là ngon nhất là món gì? Món gà chiên nước mắm á chị ơi, khoái Ừ. món đó. Phải không nữa. Rồi. Ủa rồi trước giờ là mình đã từng quen bạn gái gì chưa? Có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có quen rồi chị ơi, làm chung công ty với em á, nhưng À. mà người con gái này tại vì làm việc ở văn phòng á, giống Ừ. như hai đứa không có giống như về giai cấp á đó, À. tại Coi vì như người người ta ta là làm dân văn phòng còn mình chỉ là công nhân đóng gói thôi vậy. đúng rồi, đúng rồi chị, À, rồi sao? cho nên nhà người ta không thích em á À, mà đó. em có bày tỏ tình cảm với người ta Có không? bày Ừ. tỏ tình cảm rồi, mà giống như là về cái công việc á Ừ. đó, rồi về tiền bạc nữa, thấy làm công nhân không có tiền á Ừ. nên nó nhà hả không có thích em đó.
Thì em kiếm cái cô công nhân nào đó quen, tự nhiên quen chi văn văn phòng. Dạ, cũng kiếm rồi nhưng mà trong công ty rồi chỉ là đàn ông thì nhiều mà phụ nữ thì rất là ít Ờ đó. Và không có đi chăng nữa thì họ cũng đã có chồng hết chị ơi. Đó. rồi còn ở quê mình thì sao, hàng xóm rồi đó. Ồ, em thì từ nhỏ sống ở thành ở huyện Hóc Môn á, thành phố Hồ Chí À. Minh rồi. Cho nên nhà rất là lễ Tết thì mới về quê có một vài bữa sau rồi lại quay trở lại thành phố chị. Ừ. Ủa là bây giờ là nhà em có nhà ở Hóc Môn, đang ở trên Hóc Môn luôn. Đúng rồi, nhà ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn luôn á chị. Ừ. Trong gia đình em là con thứ mấy? Con đầu tiên cái gì? Phía dưới là còn một đứa em gái nè. Ờ. Rồi, ok. Rồi bây giờ em mong muốn là tìm mẫu bạn gái như thế nào để phù hợp nè. À, mẫu bạn gái á là dễ thương nè, ngoại hình thì ưa nhìn nè, rồi Ừ. tính cách thì hiền lành, biết quan tâm, phụ giúp công gia đình nè, chia Ừ. sẻ những cái lúc mà khó khăn nhất, những cái lúc mà em mà giống như là không có làm đi, Ừ. cái này biết chia sẻ nè với em, rồi biết phụ giúp công việc gia đình. Cho bố mẹ em nè, rồi cho đứa em gái của em nữa à. Đó. Ừ. Cái gì là giờ lấy vợ về lo luôn cho em gái em luôn hả? Dạ, tại vì đứa em gái của em á, nó lấy chồng cách đây cũng 10 năm rồi, nhưng mà Ờ. bị chồng nó bỏ đi chị, có Ờ. sinh con gái, mà bây giờ là hai mẹ con nó sống chung nhà với bố mẹ em á. Ừ. Cho nên nó nha hả, cái trường hợp của em là vậy, cho nên em chỉ Ủa muốn thì là sao, thì để cho em gái em tự đi làm tự lo được mà, tự nhiên cái lấy vợ về bắt vợ lo cho em gái. dạ, nhưng mà hả chị biết không, em gái của em á, làm ở thành phố lận, làm ở thành phố rồi, buổi sáng cũng như là buổi chiều á là bố mẹ em á là thay phiên nhau á đi rước á, rước đứa cháu Ờ. ngoại đó. Rồi Thì sao? sau này rồi bố mẹ em mà có qua đời đi thì em Ừ. hy vọng vợ em á sẽ giống như bố mẹ em vậy, sẽ cũng sẽ rước đứa cháu của em á hả đi học về rồi nấu Trời đất cơm. ơi, sao em lo xa dữ vậy? Lỡ mà em gái em có người khác rồi người ta cùng với em gái lo cho em của em sao? dạ dạ Hiểu không? dạ dạ em cũng không biết rõ đấy chị ơi, Ồ. bố Chứ em tự nhiên bây giờ em mới bắt đầu làm quen với bạn gái mà bắt bạn gái quá nhiều trách nhiệm vậy, người ta cũng lo ngại, em hiểu không? Cái đó đúng mình rồi. về mình sống chung, xong rồi trong gia đình mình có tình thương này kia với nhau thì sẽ giúp đỡ nhau, thì cái chuyện sau này khi mình sống chung với nhau Dạ đó. đúng rồi. Ừ, cái chuyện mình thương em gái mình là đúng thôi, mà nhiều khi những cô gái mà mới quen ta nghe vậy ta cũng hơi bị e ngại á, hiểu không? Dạ đúng rồi, em hiểu ạ. Ừ. Rồi ok, rồi còn gì nữa không? Còn yêu cầu gì với bạn gái? Bây giờ có đủ dành dụm để cưới vợ rồi chưa? Thì em cũng đang làm đi nè, để giờ dành dụm tiền nè chị. Dành được nhiêu rồi? Dạ, mới dành được có hơn 20 triệu Mới 20 triệu thôi, bao nhiêu mới đủ cưới vợ đây? à. Em cũng không biết nữa chị ơi. Em chưa biết nữa. À, em phải phải là đàn ông mình phải có định hướng tương lai, ví dụ bây giờ em đợi em để dành 100 triệu hay 150 triệu 200 triệu gì đó em sẽ cưới vợ, chứ giờ bạn gái hỏi em kêu không biết nữa là thôi, ai mà quen, hiểu không? Ừ, nói bây giờ anh chỉ có 20 triệu thôi mà ráng chờ anh đi, để dành tới 200 triệu anh sẽ cưới em chẳng hạn vậy, hiểu Dạ không? Ừ. đúng. Rồi còn gì nữa không, ví dụ như rồi muốn quen bạn gái thì sao, còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Dạ bạn gái thì ngoại hình dễ nhìn, ưa nhìn rồi à, biết là quan tâm đến gia đình, có công việc làm ổn định là được rồi chị. À, Ừ. làm à, với lại làm theo giờ hành chính á, được không chị? Ừ. Làm theo giờ hành chính đó chị ơi, Ví tại dụ vì như cũng làm công nhân này kia với em thì cũng được đúng không? dạ được ạ, à, làm công nhân như em thì cũng được đấy. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho em biết nha. Mình được chọn vào vòng 2. Ừ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Rồi ok, chào em. Dạ em tên là Đoàn Bá Lam.
Sinh ngày mùng 7 tháng 3 năm 1988 chị ơi. Đoàn Bá Lam. Anh Lam là hiện tại á, quê của mình là ở đâu và đang làm công việc gì? Quê quê gốc của ba em là Hải Dương, nhưng mà Ừ. em đang sống ở thôn 1 xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Đang ở Lâm Đồng, là mình làm công việc gì ở Lâm Đồng? Dạ em làm bên âm thanh ánh sáng, ban nhạc ấy chị. Ban nhạc sau em, với lại em chạy taxi dịch vụ gia đình nhá. Là cái này tự mình làm cho mình hay làm cho ai? Dạ đúng rồi, dàn của em với lại taxi gia đình của em luôn ạ. Đấy. Là trước giờ mình làm công việc này lâu chưa? Taxi gia đình em làm cái này được, ban nhạc thì em làm 3 năm rưỡi rồi, còn taxi thì em làm hơn 2 năm rồi. Công việc mình thu nhập rồi nó có ổn định không? Dạ, một tháng thì nói chung là khách mà gọi nhiều với làm show được thì nói chung là cũng khoảng cỡ 15 triệu chị. Rồi. Ok, thường là mình chạy dịch vụ là mình chạy ở những khu vực nào? Dạ em hay chở khách đi du lịch rồi đi đi chơi tắm biển rồi đi các bệnh viện lớn trong thành phố mình ạ. Rồi bây giờ anh Lam nói một xíu về bản thân mình đi, những cái tính cách nổi bật của mình nè, những cái điểm mạnh, điểm yếu hay tật xấu, sở thích của mình đó, mình tự chia sẻ về bản thân mình trước nha. Dạ thì như em cũng nhắn tin chia sẻ với bên chương trình ấy, thì em thì nói chung là vui vẻ dễ hòa đồng chị ạ. Vui vẻ dễ đồng, và em thích đam mê âm nhạc, thích viết nhạc và làm thơ. Là hồi giờ mình viết được mấy bài rồi? Dạ em viết tất cả được 9 bài. Âm nhạc rồi làm thơ nữa, rồi hát thử một đoạn mà em nghe thử bài nào mà anh sáng tác á. Bài bài em sáng tác, nhưng mà chị ơi, em ý là em đam mê ca hát nhưng mà em hát không được hay lắm đâu nha, em hát vừa Kệ, vừa hát gấp vui là được rồi. Vừa vừa là được rồi. Em hát một khúc về cái bài hát mà nhớ nhớ thương ba của em nhé. Bài này thì em mới bán cho bán bản quyền cho công ty Sky Music ở Sài Gòn đó, nhưng mà truyền thông Sky một được, nhưng mà người ta chưa có phát hành đâu, nhưng mà em hát một khúc về về ba cho chị nghe thử nhé. Đây, trong đó có một khúc điệp khúc như thế này: cho con cả cuộc đời, cho con được bình yên, cho con tuổi thần tiên lớn lên giữa cuộc đời, tình ba ôi tuyệt vời tựa biển trời rộng lớn, ba là vầng thái dương là lẽ sống con đường để con được bước đi, cho con biết được rằng một tình thương bao la, một tình yêu thiết tha. Em run đó chị ơi. Ủa ra bài này mình sáng tác trong bao lâu rồi, bán bài này là được bao nhiêu tiền? Dạ mấy ca khúc này em sáng tác vào khoảng có chừng năm 2017 đến 2018 chị ạ. Em có biết, nói chung là khoảng một năm em chỉ biết được khoảng 2 ca khúc thôi em biết, tại vì cảm xúc nó về mà có những cảm xúc thật em mới biết được. Thì em viết được 9 bài thì em bán mỗi bài được 10 triệu ạ. Coi như là bài này đã bán rồi đúng không, có người mua rồi. Dạ em bán hết cho công ty truyền thông Sky Music ở Sài Gòn đấy anh, của ca sĩ Lê Phúc Cảnh ạ. Trời ơi. Ok rồi. Nhưng mà trong này em thấy là anh đã từng ly hôn hả? Ủa anh đang có điện thoại hay sao? Anh nghe điện thoại đi chứ không có nghe rõ. Dạ, em tắt đi ạ. Rồi ok, bây giờ anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân trước của mình đi. Dạ em trải qua 4 cuộc hôn nhân chị ạ. Bốn cuộc hôn nhân luôn hả? Dạ vâng, thì em đâu có, em có sao em nói vậy, em đâu có giấu chương trình đâu. Đúng rồi, rồi bây giờ chia sẻ chi tiết bốn cái cuộc hôn nhân nó như thế nào nè. Dạ cái cuộc hôn nhân đầu tiên của em thì năm 2008, đến em kết hôn được hơn 4 năm thì em đi Malaysia em làm việc. Em làm việc được 10 tháng thì cô ấy mất sau một tai nạn giao thông, thì có để lại cho em một thằng con trai năm nay học lớp 9 ở Đức Huệ Long An đấy ạ. Thế thì cô ấy mất từ năm 2013, bị tai nạn mất. Thế là thế sau thế em mới trở lại Malaysia em làm việc, thì đến năm 2015 em mới về nước. Về nước thì trong một buổi đi uống cà phê thì người ta, ông anh có làm mối cho em một cô bé sinh năm 92. 92 thì nói chung là em không biết phải 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 nói từ đâu, nhưng mà hôn nhân ấy thì nó phải xây dựng từ hai phía chị ạ. Em thì em giống như kiểu em, cái tính của em ấy, em ví dụ em gặp người đấy em thích là em thương rồi về từ từ, giống như kiểu là từ từ thì vợ chồng có cảm xúc với nhau, từ từ thì sẽ yêu thương nhau với chị, thì em nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà về được 10 cưới nhau về được 10 tháng thì cô ấy như cái kiểu là cô cũng mới chia tay tình yêu ấy, thì cô thấy em này cô cũng cũng đến với em vậy, cho nên là nói chung là mặc dù em rất là cố gắng nhưng mà
nhưng mà mãi cô vẫn không có hòa đồng với em được, thế là tôi hai đứa dẫn đến chia tay chị ạ. Ủa là lúc đó là đã làm đám cưới chưa? Có đám cưới chị ạ. À, là cô sinh năm 92 đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À, mà về làm sao không hòa đồng về chuyện gì? Tại vì trong cuộc sống hôn nhân đấy chị, thực sự ra thì em rất thích là giống như kiểu có một người vợ bên cạnh mình, mà nói chung cuộc sống nó phải, nói chung tình cảm vợ chồng nó phải lãng mạn một xíu chị ạ. Em không thích cuộc sống vợ chồng nó khô khan đấy. Đây này em chia sẻ thật, ví dụ như là em đi làm về đi, hoặc là trước khi làm em muốn em muốn ôm hôn cố một cái, hoặc trước khi làm đấy, tức là em thích cái cuộc sống vợ chồng nó lãng mạn như vậy đó. Nhưng mà thực sự ra cô rất là khó chịu, cô không thích, cô không có thích cái người đàn ông đụng chạm vào cô ấy, thì nói chung là cô không giống như một người nữ. Thật thực sự ra sau này em tìm hiểu ra thì chắc cái tính cô ấy nó hơi kỳ kỳ, cho nên là lúc đấy thì em thích thì em thương, có 2 tháng em lấy em không hiểu được. Nhưng mà là về ở với nhau được bao lâu? Dạ được 10 tháng hay 11 tháng gì chị ạ, tại chuyện nó trải qua cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà có chuyện vợ chồng này kia xảy ra với cô này không hay sao? Hay là về 10 tháng cũng không đụng chạm gì tới nhau luôn? Cưới nhau 3 ngày cũng mới cho đụng một người À, là chị. cưới 3 ngày mới được đụng hả? Nhưng còn mà trong đụng gì? quá trình còn trong còn trong quá trình quen thì cô ấy không cho đụng người qua đâu. Mà Thế đụng cho nên xong thì hợp gu có cảm xúc không hay sao, hay là đụng cũng không hợp luôn? thì cô ấy nói chung là mỗi một lần gần gũi nhau thì cô ấy không có, nói chung cô ấy không có cảm xúc chị ạ. Cô ấy, cái tính của cô ấy rất là khó chịu, cho nên là em thấy nếu mà dẫn đến lâu dài thì nó không ổn chị ạ. Đúng rồi, nói chung là cái gì cũng hợp, nhưng mà cái chuyện đó là phải hợp rồi, coi như là không có hòa hợp về chuyện vợ chồng đó. Dạ. Rồi còn tiếp theo thì như thế nào? Thì sau đó thì bọn em dẫn đến quyết định là chia tay. Cô ấy muốn chia tay cuộc sống tự do thì em với cô cũng chia tay vậy. Rồi còn người vợ thứ ba thì sao? Dạ người vợ thứ ba của em quê ở tận ở ngoài Thanh Hóa cơ, xa lắm. Thì em cũng quen nhau trên mạng, trên 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 Zalo Facebook với chị. Em quen trên Zalo Facebook thì hôn nhân được 5 năm. Cô ấy lâu lắm. Em cũng rất là thương cô ấy, cũng tổ chức đám cưới ở ngoài Bắc nhưng trong này thì không làm, không có đám cưới. Nhưng mà cô ấy thì sinh năm 87, hơn em 1 tuổi. Thế hôn nhân được 5 năm, cái giai đoạn ấy bọn em cực khổ lắm, gia đình cực khổ lắm, thì gồng gánh có nhau. Đến lúc em quyết định mua xe đi chạy dịch vụ rồi chị, thì cô ấy này muốn bán hàng online, thì bán hàng online thì em thực ra thì em không muốn cho cô bán hàng online, tại vì bán hàng online là cứ sáng ra là trang điểm rất là nhiều và tiếp xúc với rất nhiều khách hàng chị ạ. Thế là nói chung là cô ấy rất là tốt với em trong 5 năm, lo lắng cho gia đình đủ thứ, nhưng mà khi cô ấy phải lòng một người mà cái thằng này nó ở dưới 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 dưới, dưới Châu Phú An Giang á, nó mua hàng online, nó mua hàng giảm cân online của cô đấy chị, thay vì người ta mua một gói mà nó mua một lần cả chục gói đó. Thế là nó dạ thế là nó tán tỉnh vợ em làm sao em không biết, là đến ngày 25 Tết của cách đây gần 3 năm về trước, thế là nó lên tới trên này nó hẹn hò, nó chẳng biết nó có làm bùa ngải gì cô ấy không mà cô ấy theo nó luôn. Dạ theo nó luôn, mà thằng em có đi ô tô về tới nhà của thằng ấy rồi, thì em có đưa cả công an xã về tới nhà luôn. Thì thằng ấy nói chung là nó rất là nghèo khổ, nó đi phụ hồ, nó rất là nghèo khổ, nhưng mà em không biết nó bỏ bùa ngải thì, tại vì cái nơi nó ở là người Miên chị ạ. Đấy thì sau khi cô ấy đi thì em phóng xe, nói chung em đi xe du lịch này, em đi tìm khắp nơi, tìm nhiều lắm, em cũng rớt nước mắt rất là nhiều với cô gái đấy, nhưng mà cô ấy đi rất là nhiều lần, cho nên là em cảm thấy không ổn thôi, đành cuối cùng đành đành phải chấp nhận chia tay. Và bây giờ cô cũng lấy thằng đấy, cô đang ở dưới 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 An Giang với thằng đó đấy. Trời ơi, là mình sau cái đó mình có bị sốc không hay là sao? Nói chung là cái lúc mà thực ra thì em thương cố rất là nhiều, em cũng sốc chứ, khi cố đi em sốc, em cũng buồn nhiều lắm. Và nói chị thông cảm, em cầm một ca rượu mà em một cái ca uống bia mà em tu một hơi hết luôn mà em không say được, em muốn say để em quên đi mà không say được, và em cũng rất là buồn đấy, em buồn. Thế là sau khi chia tay cố thì chia chia tay cái mối tình thứ nhất mà em kể chị, cô 92 á, thì em có viết lên cái bài hát mà Thương Hoài Người Xa mà có được được Ngọc Sơn hát trên mạng và rất nhiều ca sĩ hát ở trên mạng, mà em có gửi cho chương trình đó, là cái cô đấy là cái mối tình thứ 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 hai của em. Dạ Rồi sau cái cô thứ ba thì sao lại gặp được cô thứ tư? dạ cái cô thứ ba thì sau khi chia tay thì
thì em ấy, cũng em buồn đấy, buổi tối em đã thích ca hát đấy, em mới lên mạng em lên mạng em hát hò trên mạng ấy chị. Thế là cô ấy vào cô bình luận, thế là em gặp gỡ giao lưu vào, thế là mấy lần thấy gặp nhau, thế là quen nhau. Quen có cưới không? Cưới luôn. Có chị, tức là em cái tính của em ấy, ví dụ như là em yêu thương ai đó, em yêu thương ai là em muốn người ta danh chính ngôn thuận rõ ràng chứ 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 không Nhưng mà phải. cái cô thứ tư là biết mình là đã có ba người vợ rồi luôn. Dạ Rồi tiếp đi, kể tiếp đi. dạ tức là em muốn người nào mà thương em là em muốn danh phận rõ ràng chứ em không có muốn mờ mờ ảo ảo chị ạ. Đấy là em nói thật, đấy là cho nên là em cũng có tổ chức đám cưới. Rồi, tiếp đây đang nghe tiếp nè, cưới Dạ về thì lại như thế nào nữa? thì em cưới về quen nhau được tầm nửa năm á, thì em cưới cưới về được 10 tháng. 10 tháng thì 10 tháng thì nói chung là em cũng yêu thương nhiều lắm, nhưng mà cô ấy thì cứ cứ hay thích đi chơi đây đó chị ạ. Rồi rồi cứ cứ hay bỏ về nhà mẹ, mà mỗi lần bỏ về nhiều lắm, bỏ về 5 7 ngày 10 ngày rồi. Nói chung có những lần bỏ về cả cả tháng, 2 lần bỏ về 1 tháng, cho nên là em nói không được, em cũng rất là buồn. Dẫn đến vợ chồng cứ hay xích mích với nhau. Ủa nhưng mà sau bốn cái cuộc hôn nhân đó mình có rút ra cái lỗi sai của mình là ở điểm nào hay là sao? Em á, em thương yêu ai ấy chị ạ, em thương yêu ai ấy là em lo lắng cho người rất là nhiều, giống như cái người thứ tư cũng thế chị, thấy không? Em rất là yêu thương cô ta, cũng cũng chăm sóc cho cô ấy, nhưng mà em thấy một điều ấy chị ạ, là ấy, nếu mà con người ta yêu thương nhau ấy, là phải phải gắn bó với nhau, mà yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đồng hành trong cuộc sống chị ạ, thì mới được. Còn đây cô có yêu thương mình, cô ấy nói chung là chắc là cũng không yêu thương em nhiều lắm, cho nên là cái trang Facebook cá nhân đấy chị, trang Facebook cá nhân với trang Zalo cá nhân thì nói chung là không có để hình hai đứa, kể cả những hình đi chơi hay là những hình chụp hình cưới. Thì khi cô ấy phốt lên một cái ba cái tấm hình nào đấy, cô đăng lên một tấm hình nào đó thì rất nhiều người vào bình luận, thì họ đâu họ, họ chỉ nghĩ là cô ấy là người không có chồng thôi. Cho nên là em đổ vỡ mấy cuộc hôn nhân ấy, thì em cũng nghĩ ra một chuyện đấy, là nói chung là cái sự cố gắng của mình là một vấn đề, nhưng mà cái Zalo, cái Facebook, cái thời hiện đại này, cái TikTok thời hiện đại này, nó làm cho mình đổ vỡ gia đình rất là nhiều chị ạ. Em nói thật. Từ cái Zalo, TikTok này kia đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ ấy, nếu như mà cái người phụ nữ người ta yêu thương mình, hoặc người chồng yêu thương, giống như trang của em lúc nào em cũng để hình hai đứa đấy, thì mọi người biết em là người có vợ, nhưng mà của cô thì cô sẽ không để. Cô chỉ để hình một mình cô thôi, cho nên cô đăng lên là người ta không có biết, thế là người ta cứ vào người ta bình luận, người ta tán tỉnh. Rồi rồi mình ấy thì mình em chạy xe taxi, nhiều khi một chạy một ngày chạy 2 chuyến đi Sài Gòn đó chị, rồi đi Nha Trang, Đà Lạt. Nhiều khi mình phải ngủ lại, khách nó ở lại, mình ở lại hôm sau mình mới về được. Nhiều khi mình đi như vậy thì người ta ở nhà, cứ người ta buồn, người ta chán, người ta cầm điện thoại, người ta nhắn tin, nó kia thứ mình đâu có biết. Đó, Cho nên nhưng là mà mình cũng có thấy được những cái điểm ha chưa được trong cái cuộc sống hôn nhân á, dạ để mình rút kinh nghiệm với nhau. Rồi, nhưng mà anh có ngại không? Ví dụ như mình trải qua bốn đời vợ, bây giờ đi tìm thêm cô vợ thứ năm nữa thì mình có ngại vấn đề này không hay là bình thường? không, thực ra thì em nghĩ nó cũng, nếu mà mình trải qua một lần đó chị, thì cái người lần thứ hai thì mình cảm thấy nó rất là đau khổ, nhưng mà em nói chung là em cũng tại cái này em cũng bị đau khổ nhiều, em cũng thành giống như kiểu em quen rồi. Hôm bữa em có xem chương trình, mình có một cô ấy trải qua 10 một cuộc tình đó em có xem, cho nên là em cũng mạnh dạn em đăng ký thử, tại em cũng thấy có một cái cô gái thì trải qua 10 cuộc tình á, nhưng mà em không nhớ tên, em có coi. Mà rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người vợ như thế nào để phù hợp với mình nè. Em nói thật với chị á, người nào đến với em thì em cũng chia sẻ thật như cái cô thứ tư, em chia sẻ, mà bây giờ ví dụ như là cái người kế tiếp đấy, em thực ra thì em thích một người con gái nghèo cũng được chị ạ. Em không em thực ra thì đối đối tượng mà em để em thích tới, em không có thích cái người giàu sang phú quý đâu, thật sự luôn. Bởi vì giàu sang phú quý nói chung có nhiều vấn đề lắm. Em thích cái người nghèo cũng được, chân chất chân quê, người quê cũng được, nhưng mà nói chung là cao từ 1m50 đổ lên được, nhưng mà em thích cô gái có mái tóc dài dài xíu. Hôm qua em có chia sẻ với chị chương trình á. Tại vì em thích một người con gái giống như kiểu có nét truyền thống. Thích tóc dài truyền thống rồi tuổi tác vùng miền ở đâu thì được. Nói chung là
nói chung Đồng Nai, Đồng Nai miền miền Tây gần gần cũng được, hoặc Đồng Nai hoặc là nói chung là Lâm Đồng em, gần gần mấy tỉnh gần gần chỗ em cũng được. Cái cách nhau khoảng 2 3 tỉnh thì em biết em có chạy lại qua lại nó dễ chị ạ. Người ta cùng cùng hoàn cảnh có con này kia thì cũng bình thường đúng không? Thì nói chung là chương trình sắp xếp cho em như thế nào thì coi như đó là một cái duyên, còn thì còn còn sau nó phát triển lên được tình yêu hay không thì nói chung là phải sự cố gắng của 2 người chị ạ. Đó. Rồi ok, còn gì nữa không? Vậy là tính ra là mình là có một người con của người vợ đầu thôi đúng không? Đúng rồi, em chỉ có một người con trai năm nay 16 tuổi thôi. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Nếu như mà dở nếu như mà dở dang gia đình cũng được, nhưng mà nếu như mà kiếm nếu mà cô chưa vướng bận con cái thì càng tốt chứ. Đấy là em nói thật. Nếu mà chương trình sắp xếp cho em được một cô như vậy thì cũng càng tốt. Còn nếu mà có Còn con thì cũng là chị cái duyên của mình đúng không? dạ chị ơi, còn 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 công việc không quan trọng thì em chỉ cần một người, nói chung là em chỉ mong muốn có một người con gái yêu thương chồng con, yêu thương gia đình, và tức là yêu thương chồng con này, yêu thương cái gia đình, biết chia sẻ với người chồng. Tại vì cái công việc của em là em phải đi làm nhạc, em phải đi ngoại giao bên ngoài, em phải đi chạy taxi, em hay bôn ba bên ngoài lắm, cho nên là em không có, nói chung em không yêu cầu người con gái có nghề nghiệp gì hết đó. Em nói thật, biết yêu thương chồng con, yêu thương gia đình, lo lắng cho một gia đình một mái ấm là được. Rồi ok. Nói chung Dạ. hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha, để mình sắp xếp thành tham gia. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc các chị luôn luôn mạnh khỏe trong năm mới nha. Dạ rồi, cảm ơn anh.